Thưa quý vị, những ai thường xuyên lưu thông qua tuyến quốc lộ 18 hướng nội bài Bắc Ninh hẳn sẽ rất bức xúc khi gần đây nạn đinh tặc lại xuất hiện trên tuyến đường này. Và rất nhiều người đã phản ánh về tình trạng là cán phải đinh khi lưu thông qua cung đường này. Và trước tình trạng nói trên, thì lực lượng chức năng của công an tỉnh Bắc Ninh đã tìm hiểu điều tra và làm rõ các đối tượng giải đinh trên đoạn đường này. Và đáng chú ý, đây lại là một người phụ nữ có chồng làm nghề vá xăm lốp. Cụ thể đối tượng đang được điều tra về hành vi giải đinh trên quốc lộ số 18 là bà Trần Thị Lan, 58 tuổi, ở xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Theo lời khai của bà Lan thì để giúp chồng có thêm khách hàng từ việc vá xăm xe dọc quốc lộ 18 thì bà Lan đã giải đinh dọc tuyến quốc lộ để làm người đi đường bị thủng xăm. Mỗi xe dính đinh họ sẽ sửa hoặc là thay với giá từ vài chục cho đến hơn 100.000 đồng. Hiện công quan tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ xử lý nghiêm những người có liên quan. Vâng thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ được nói thêm rằng hành vi giải đinh trên quốc lộ gây ra rất nhiều nguy hiểm cho người đi đường và cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không chỉ khiến xăm lốp của các phương tiện này bị hỏng. Việc này còn có thể gây ra tai nạn giao thông. Đã có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm và thậm chí là gây chết người mà nguyên nhân đến từ nạn giải đinh trên đường. Vâng và hiện là pháp luật quy định mức phạt tiền từ 6 cho đến 8 triệu đồng đối với hành vi ném đinh hoặc là giải đinh hoặc là bất kỳ vật sắc nhọn khác ở trên đường bộ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến thì cho rằng hành vi nguy hiểm này cần phải có chế tài nghiêm khắc hơn, đủ sức răn đe hơn nữa để mà ngăn cái triệt để cái thực trạng này tiếp diễn.